Điểm hẹn Chúa nhật Chủ nhật thứ 15 thường niên Ngày 16 tháng 7 2023 Chủ nhật, Chủ nhật thứ 15 thường niên ngày 16 tháng 7 2023 hiệp hành với người xa xứ bỏ Chúa. Sống hành bên Chúa lòng xót thương. Sống hành bỏ hết mọi vấn vương. Sống hành chỉ có tình mến thương song hành cùng tiến về thiên đường dập chuyện xung khắc đập tan môi dây hận thù tình thương tha thứ xoa dịu ân oán thiên thu xót thương chia sẻ bao người yêu đuối lầm than tìm nguồn uy an đơn đơn này bước hoàn đàn song hành bên chúa lòng xót thương Song hành bỏ hết mọi vấn vương Song hành chỉ có tình mến thương Song hành cùng tiến về thiên đường đồng luôn yêu mến rộng tay đón ai lỡ làng. tìm về bên chúa du sạch năm tháng đi hoang sống quên ân tình lỡ lần thiếu sót ngày qua Tìm về bên Chúa, xót thương xin Chúa thư tha Trong hành bên Chúa làm xót thương Trong hành bỏ hết mọi vấn vương Trong hành chỉ có tình mến thương Trong hành cùng tiến về thiên đường Chào mừng tất cả anh chị em và các bạn đến với Điểm Hẹn Chủ Nhật ngày 16 tháng 7 năm 2023, Chủ Nhật thứ 15 thường niên. Và hôm nay chúng ta sẽ hiệp hành với người xa xứ Bỏ Chúa. Thưa, thưa anh chị em và các bạn, trước mặt của chúng ta đây là một người chị em mà hiệp hành với chúng ta còn giới thiệu cho mọi người biết con tên gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu và làm gì cha con là Anna Nguyễn Thị Đài ạ, năm nay con 57 tuổi. Ừ. Con bị xa lạc sang Trung Quốc năm nay là 32 năm rồi. Ừ. Vâng. Mà quê ở Việt Nam, quê Việt Nam ừ. con thì ở đâu? Quê con ở Bắc Giang. Ừ. ừ. À, thưa anh chị em, à, trước mặt của chúng ta là một người chị em, một người xa xứ đã 32 năm. 60 tuổi, 32 năm có nghĩa là nửa cuộc đời nửa cuộc đời ở Việt Nam và nửa cuộc đời ở bên Trung Quốc quê ở Bắc Giang Bắc Giang là ở tỉnh ở giáo phận Bắc Ninh đó phải không? Ừ. Vâng là nơi mà có những hát bài những quan họ quan họ Bắc Ninh à, con có biết hát quan họ Bắc Ninh không? Con à? biết trong mấy câu. À, thử lại một câu thử nào làng quan họ quê tôi thang nặng vui hát hội những đêm chẳng hát chiều con sông đà làng bao quanh đang hững hờ quan họ vây quanh <laughs> làng quan họ quê tôi nắng chiều bao thương nhớ con quên rồi chạ lâu lắm mà để. bỏ quê hương quên rồi. <laughs> à, thưa anh chị em, dẫu sao đi nữa vẫn còn chút gì để nhớ để thương quê hương Việt Nam mình. Với nhưng mà bài ca quan họ Bắc Ninh rất là trữ tình, rất là dễ thương. Nhưng mà con thấy quê hương Việt Nam dễ thương, trữ tình như thế, rồi quan họ Bắc Ninh hay như thế, rồi tại sao mà con lại qua bên Trung Quốc tới 32 năm chia sẻ cho mọi người nghe? chuyện đời của con như thế nào? Chuyện đời của con ngày xưa thì siêu bạt. Con cũng không muốn tan nát gia đình đâu. Nhưng ngày đấy cũng là tham tiền trong bị người ta lừa, sang bên kia người ta bán. Thì bán thì lúc đấy chả biết ăn, biết nói gì, mọi chả biết rằng tiêu tiền thì nhớ. nhớ Con kể cho mọi người nghe cái âm mưu mà người ta lừa, người ta bán sang Trung Quốc nó như thế nào? mới đầu như thế nào con đang ở quê Bắc Ninh rồi chuyện gì xảy ra từ đó đi thì lúc đấy là có một cái đứa nó cũng gần nó cũng cùng làng con thế ngày xưa thì cha nhà nghèo xong chắc là cái, cái người đấy thì chắc là đi làm thuê xong cũng không may chắc chả biết là như thế nào xong vướng vào cái cái bệnh phụ nữ đây. và thế là cái người đấy cũng muốn sang Trung Quốc thế lúc đấy là lại có người bảo là muốn Lúc đấy là đến ngày đi thì nó lại bảo con bảo là lên đấy thì được 500 000 Thế con cũng theo lên đấy thì lên đấy nó bắt cả hai đứa đi bán người ta bán chả biết lên bán. Đấy, đấy là lên cửa khẩu đấy đi à. ngày đấy ở đằng móng cái đằng kia ừ. cơ. À. Thế là bắt hai đứa sang đấy bán. Thế con mới bảo là cái em kia thì nó cái người kia nó chưa có chồng đi thôi còn em phải đi về em có chồng có con trong nó không cho nói nó mua một cái nải chuối lùn to nó bắt ăn nó bảo ăn đi xong đi sang trung quốc lấy chồng sướng lắm con bảo con có con rồi không thể đi được xong nó nó bảo không được nói như thế đã đi là bắt đi là phải đi nếu mà nói thì không nó đánh chết nó mà thế thế là đêm tối hôm đấy nó mua hai bộ quần áo cho hai chị em nó thay nó bắt lên xe thì đi lúc đấy lội qua cái suối còn chả biết lội xa lắm hai chị em mình con cứ bảo thôi mình đi về đi không có đi thế này được thế là cái cái, cái người kia thì chắc là nó có bệnh thì nó muốn đi thì nó bảo thôi cứ đi rồi nay mai thì từ từ mình học ăn học nói trong thế nào mình quay về giờ quay về nó đánh chết thế là hai chị em đi lúc đấy là đi đến cái chỗ đấy thì nó gọi là cái gì cái hối phỉnh hay cái gì đấy một giờ đêm thì hai chị em đến thì Bên Trung Quốc người ta có những người đi lấy vợ cũng ngồi ở đấy Những người không lấy được vợ thì phải lấy vợ Việt Nam thôi Còn những người người ta có tiền nó của người ta có thế thì người ta lấy vợ Trung Quốc Thế là ví dụ chúng con ngồi kia người ta đi lấy đấy Thì ai thích người nào thì ví dụ hai ba người mà thích một người thì là giá nó cao Ba bốn nghìn Trung Quốc gì đấy Ngày đấy lâu năm mà còn nhớ mang máng chứ còn con cũng không nhớ được hết nữa Rồi ừ, họ trả cho chị được bao nhiêu? hình con lúc đấy làm gì có biết bao nhiêu tiền, có biết nói Không mãi tiền phải Việt sao? Nam thì Việt Nam lúc mà cái người mà Việt Nam mà đem chị sang bán sang Trung Quốc á, thì tiền Trung Quốc, ạ, không à? có tiền Việt Nam là nó bán Trung Quốc, nó lấy ừ. tiền Trung Quốc rồi nó lấy chúng con trả được hàng nào, chả biết cái gì. Theo lấy người ta, người ta cho lên xe đi về nhà nó thôi, thì ở nhà nó thôi. Rồi có nghĩa là có một người về mai mối dắt, dắt hai chị em đi đến cửa khẩu xong rồi đem sang Trung Quốc luôn wow. và không cho cây về nữa và nói rằng nếu mà về thì nó sẽ giết chết nó giết, giết nhiều người lắm chứ giết nhiều giết nhiều lắm ngày đấy nó đánh chết nhiều gái Việt Nam ở đấy lắm chúng con mới đến đấy cũng sợ lắm thôi cha biết ăn biết nói như thế nào người ta nói nào mình phải theo người ta như thế lúc đấy làm sao mà dám chống cự được rồi khi mà đem sang Trung Quốc rồi các phụ nữ ngồi đó vâng. rồi mấy đàn ông Trung Quốc mà là không kiếm được vợ ở Trung Quốc vì không có tiền mang tiền đi mua, mang phải tiền phải vợ. Đi mua những cô gái Việt Nam về làm vợ vâng. họ lựa chọn như thế nào con kể cho mọi người nghe ví dụ như cứ, có mấy anh ngồi kia thì bảo đây cô này đây chúng mày đồng ý đứa nào nó chỉ ai đấy mình là phải lấy thôi và vâng. bị vâng ví dụ như hai người mà ba người mà đồng ý một đứa thì nó lại cứ bảo ông ba bốn nghìn năm nghìn này đấy còn đứa nào mà có một người hay không có người lấy thì nó lại rẻ một tí giống như người ta đi bán con trâu con bò chẳng ừ. vâng. Rồi phần con thì mấy người chọn. Con lúc đấy cũng có hai ba người chọn. Cuối cùng cuối cùng thì ai được? Cuối cùng cái ông mà lấy nó được, ừ. vâng. Nó giá cao, tịa, hình không biết mấy nghìn lúc đấy còn không Hình như 4.000 tiền Trung Quốc hay bằng nào còn quên Không nhớ lâu quá vâng. Nếu mà 4.000 tiền Trung Quốc đổ ra Việt Nam thì được bao nhiêu? Thì bây giờ ừ, lúc đấy bây thì, giờ thì được bao nhiêu? Chỉ được độ chắc 7-8 triệu gì đấy 7-8 triệu, vâng Giá một con người là 7-8 triệu thưa anh chị em vâng. Có 7-8 triệu thôi Mà người ta không biết cứ lũ lượt mà đi sang đó bị đi lừa đi bán 7-8 triệu Rồi một cái ông nào đó đến đưa 7-8 triệu lại dắt con về làm vợ Rồi khi người ta dắt con về làm vợ rồi chuyện gì xảy ra tiếp sau đó Ôi dồi ôi, cái dân Trung Quốc nó làm này, làm đêm, nó, nó làm nhiều ruộng lắm. Ngày đấy con mới sang làm nhiều ruộng lắm. Mình thì yếu lệnh, ngày đấy con gầy gò làm gì mà theo được. Ngày đấy con có chồng của con ở Việt Nam rồi. Ở Việt Nam lấy chồng thì đâu có vất vả như thế đâu hai thằng con trai lúc đấy vẫn bé chả ừ. còn sang đấy thương con còn cái nhìn thấy con gà mái nó mổ con gà con con òa nó khóc âm người tư tưởng con là con điên nhưng mà người ta không biết là con nhớ con con ở việt nam đâu chả thưa con tôi cứ nhắm mắt nhắm mũi mà chịu thôi thế cho người lại cũng ngủ ăn ngủ mà ta đẻ được thằng con trai <laughs> Một người phụ nữ có chồng Rồi có hai đứa con Ở quê hương con họ Bắc Ninh Rồi nghe người ta dụ dỗ Đừng mật thế nào đó Đi làm có tiền Đâu có biết rằng là Mình sang đó là đi làm Vợ bé hay là vợ lẽ Hay là làm gái cho Chả biết gì, đâu, chả chả biết gì. Cứ vậy nào, đi thôi Rồi Sang đó Muốn về cũng không về được nữa Và thương con nhớ chồng nhìn cái con gà mái nó ấp ủ rằng cái đứa con của mình thương con của mình muốn quay về mà làm sao đi được về được nữa tiếng tâm thì không biết đường đi thì cũng mù tịt mà tiền bạc thì cũng không có tứ cố vô thân nơi xa xứ bằng cách nào mà về được rồi giữa lúc mà tối tăm nhất đen tối nhất ấy thì người ta đối xử với con như thế nào? Đó đối xử với con thì như, mình cái ông còn, đó đã có vợ chưa hay là còn độc thân? cũng độc thân thôi. Ừ, và lúc đấy hình như cũng mới ngoài 30 tuổi, cái anh đấy ừ. chắc ngoài 30 tuổi nhà nó làm ghê lắm, còn không nó cứ bỏ con Việt Nam này gầy còm cái này chả làm được cái gì, Chẳng có rủ nhau chạy chạy đi ra ngoài đường rồi nó lại túm được nó bắt được nhà nó xây cái mấy cái xe máy nó bắt được nó bắt đi về. Xong rồi con ở một thời gian chán chị em Việt Nam Việt nhau rủ nhau đi lừa tiền Đi lừa bỏ lấy thằng nào giả vờ quen quen không chạy Nhưng mà có được đâu đi toàn bọn nó bán nó lấy hết tiền mình trả được đồng nào cũng trả được cái gì Đi đến đâu lại rơi con đến đấy đẻ con đến đấy chả Vâng Và... Xong rồi nghèo tinh lấy cuối cùng lại lấy được cái ông nó lại suốt ngày nó nát rượu nó say xưa chả nó đã áp huyết cao nó lại say rượu nó nó uống rượu nó say xưa nói làm nhám chá làm cái gì xong lại bị bên mình gọi là cái tai biến đấy chả. năm năm cứ ra viện này vào viện với con lại may lại gặp được cái ông chủ trong con lại cũng lằng nhằng với người ta lúc đấy là cái ông đấy nó cũng có vợ có con như nó ở bên úc ấy nó về nó đầu tư ở trung quốc đấy xong nó cũng thương con thế là nó cũng cho tiền cái ông chồng con chữa bệnh chả năm năm cũng ra viện vào viện con ở đấy làm cũng coi như làm thuê cho nó con đem cả thằng con bé con xuống đấy nữa chả thế là làm đến lúc con cực thân quá con dắt nó ra con cũng để một tí bàn thờ con ở chúa ơi bây giờ con biết sao con xa cơ lỡ bước thôi chúa cất đông này đi cho con ngày nào hay ngày đấy để cho con làm ăn con nuôi con con lớn lên được có cơ hội con cũng về Việt Nam với các con, con chả Mà thưa anh chị em, cái thân phận những phụ nữ Việt Nam là như vậy đấy. Họ bán mình như là một con vật. Một chế độ nô lệ mới của thời ngày hôm nay. Rồi ông chồng này lấy về thì chỉ để là người lao động chân tay cho họ. Như chị nói người chồng đầu tiên lấy về Làm quá sức mà cô thì bé tí không được như bây giờ đâu Làm không được thì lại trốn Trốn thì lại bị bắt Rồi lại trốn cứ lại bị bắt Rồi đi lừa người ta mà không lừa được Cuối cùng người ta lại lừa mình hết tay đàn ông này Tới đây đàn ông khác Rồi cứ đẻ con đẻ cái Một cuộc sống nó còn không biết tương lai là như thế nào nó Hoàn toàn là vô định trong khi đó có thể những người Việt Nam cứ vẫn cứ tưởng là những người sang bên Trung Quốc hay là sang um, Mã Lai hay là sang Thái Lan để lấy chồng là có tương lai được ở nhà quê chẳng biết gì cả những cò đưa về có khi nó cho được một vài triệu bố mẹ thấy vậy phấn khởi là cứ để cho con mình con gái mình sang bên nước ngoài gọi là đi lao động um, xuất khẩu lao động mà có lao động xuất khẩu lao động đâu có phải là làm trong công ty hay là trong xí nghiệp gì đâu nhưng mà chỉ là đi thân phận một là làm đầy tớ cho người ta trong mỗi gia đình hai là làm vợ để mà đẻ con cho người ta ba là làm cái người mà phục vụ cái ông chồng tái biến như là cô này đây rồi cứ như thế cuộc sống nó bấp bênh và tương lai nó đen tối như vậy ngày hôm nay cô ấy dám mạnh dạn về Việt Nam Và chúng tôi mời lên đây để chia sẻ cho mọi người thấy Thân phận thực sự của những người Việt Nam Đang lao động ở nước ngoài Mà bị lừa như thế nào Dĩ nhiên có những người Được công ty mời và lo giấy tờ chính thức đoàn hoàng Thì có công an việc làm tương đối là ổn định Nhưng mà chẳng ai sung sướng Ai cũng phải làm vất vả vô cùng cho nên nếu mà có đồng tiền mà gửi về cho gia đình thì đồng tiền đấy cũng là mồ hôi nước mắt và đôi khi đánh đổi cả bằng máu của con người đổ ra nữa. Những tủ nhục những đau khổ ngây chề ai mà biết được thưa anh chị em và các bạn. Hôm nay chúng ta hiệp hành với một người xa xứ mà chúng tôi gọi là bỏ chúa. Nãy giờ đây là thân phận của con người. Chị uh, bây giờ thì chị có thể nói cho mọi người về cuộc đời của chị bằng chính bài hát mà Lúc đầu chị cứ đến chị ngồi với tôi, chị nghêu ngao, chị hát bài hát gọi là Hai Mảnh Đời. Có lẽ là chị hát cái bài này nó hợp với thân phận của chị cũng như của những người chị em khác. Chị hát cho mọi người được không? Con hát lúc nó cũng cái dưới này con không nhớ mấy rồi con cứ hát. Ừ. Chuyện đời tôi gian nan, phận nghèo lầm than chẳng dám oan trách. Hỡi thế gian cho ta kiếp nhân sinh trong cơ hàn. Bạn bè tôi cao sang, một lần ăn sang cũng phải tính toán. Muối voi cơm cho tôi cũng đủ no, không lo ngày mai. Tiền là giấy đốt cháy cũng chỉ tàn cho đời ấm no khi hai tay ta vun đầy chữ tiền mình nghèo khó chi dám đứng đó bạn ngó lo ta vô tâm trong mọi cuộc vui từng dòng suối vách đá vẫn cháy chiều xuôi mình cố tâm chăm lo vươn lên không để đá mòn chịu mật đắng cứ phải cố gắng biết đời đâu mai đây thăng hoa giàu sang vâng có lẽ cứ ăn ủi mình như vậy đi cứ ăn nổi mình như vậy đi mình cố tâm chăm lo vươn lên không để đá mòn dù suối vách đã vẫn chảy nhưng không để cho đá mòn chịu mật đắng cứ phải cố gắng rồi hy vọng mong manh rằng đời biết đâu mai đây thăng hoa giàu sang, nhưng mà thăng hoa giàu sang đâu không thấy, ta chỉ thấy rằng là à... tiền là tờ giấy đốt cháy mà, rồi đó cũng chỉ tản cho mà thôi. Và người ta cứ nghĩ rằng là đời ấm no khi mà hai tay ta vun đầy chứ tiền, rồi mình nghèo khó chỉ dám đứng đó thôi. Người bạn bè thì ngó lơ trong mọi cuộc vui Không có tiền ai cho vô vui Bèn nói rằng là Muối với cơm cho tôi cũng đủ no rồi Không biết ngày mai ra như thế nào Đấy chuyện đời của cô Liệu đấy Ngày hôm nay là như thế đấy Mà đây là cô Nguyễn Thị Đài đó Đâu có phải Đài Đài Cát đâu Có phải là Đài Trang đâu Nhưng mà là, là Đài gì đấy Thưa anh chị em và các bạn Nãy giờ chúng ta nói chuyện là cô ấy, chúng ta chưa biết là cô ấy thuộc đạo gì. Đấy giờ thì chúng ta trở về vấn đề tâm linh. Nãy giờ chúng ta đi vào một cuộc sống đời thường, biệt cuộc đời tâm linh. Xin lỗi, con là người theo đạo gì? Thưa cha, con là người theo đạo thiên chúa. Đạo công giáo. Đạo công giáo, đạo gốc với cha? Ừ. Vâng. Ở cha mẹ con là đạo gốc hết. Vâng. Rồi không... trước khi mà sang Trung Quốc ấy, thì cuộc sống đạo của con nó có bình thường không? Hay là con đã bỏ đạo hay là bỏ chúa từ hồi từ Việt Nam hay là con vẫn giữ đạo bình thường? Thưa cha, lúc đấy con sang bên Trung Quốc thì không có đạo đâu. Xong người ta cúng bái, người ta lại bắt con đi cúng, con không đi cúng. Rồi nó nói nọ kia, xong cuối cùng con cũng theo người ta sách cái làn đi cúng. Xong con cũng vào tinh cái chùa, xong cũng thắp hương cũng lợi cho người ta để cái kiểu như quỹ ở mình con cũng bỏ 5 đồng 10 đồng vào trong quỹ ấy, cha con có nhớ mình là công giáo lúc bây giờ nữa hay không con mà thôi kệ nữa chúa chắc cũng thế mấy ông bụt kia chắc cũng thế con nghĩ thế trong cứ đi trong cuối cùng con về việt Nam. cái ông chồng con cầu chúa nó bệnh quá con cũng nói thì là bỏ mồm độc địa con cầu xin chúa cất nó nhanh lên không suốt ngày nó ỉa đùn đáy dầm mà nó có nói được đâu cha Chảy rãi chảy... Ấy mãi lâu thôi nó cũng chết cho người là... mà lúc đó tại sao lưu luôn... bình thường ấy, những người chồng như vậy thì cũng có thể bỏ đi mà tại sao con không bỏ con ở với ông đến 5 năm cho đến khi ông chết mà phải chăm sóc một người chồng coi như là sống đời sống thực vật như vậy Ê, yeah, ma nó lại đè đóm cha ơi cờ bạc đè đóm nó chết trong con này phải giả món nợ cho nó to nó mới nhục nữa ôi giờ trong con nghĩ vào thôi mình là con đạo người có đạo công giáo thì mình cứ ăn ở tử tế người ta bệnh tật thế này vì có thằng con đấy con mà thôi nay mai thì mình già hay bố mẹ già nhỡ sợ người ta lại bỏ rơi mình hay bỏ rơi bố mẹ thôi mình cứ ăn ở cho có đầu có đuôi là một mình thân con cũng không thể nào kêu mang được vì con biết cái ông kia ông ấy cũng thương đón ông chồng chúng đấy thì con làm ở đấy thì con cũng đưa cả thằng con xuống đấy thì ông ấy cũng cũng bảo nó khi nó cũng là người thôi đừng để nó đây nó bệnh nó chết thôi cứ đem đi bệnh viện được ngày nào hay ngày đấy còn nước còn tát cái ông đấy nó cũng tốt chả ừ. vâng thế là đưa đi viện về bác sĩ bảo mày áp huyết cao mày đừng có vụng trộm rượu như nó dê yeah, chùm mà nó đi cả đêm nó nó lang thang con tinh phải đi tìm đêm không sợ nó chết ngang đường dọc sáng ao nhà chồng nó lại bắt đèn con hay như thế nào chúa tôi đi tìm đêm hôm cha trong cần phải gọi bạn về đi tìm hộ nữa nó mới, nó, nó mới nhục mãi nó mới chết chả. Chúng ta cười có lẽ cười ra nước mắt phải không ạ? Vâng, mãi nó mới chịu chết. Đi. Thánh giá chút mới cất đi. Tôi nghĩ rằng là bình thường người ta bỏ. Bình thường người ta bỏ thôi. Tại sao chị không bỏ? Nằm đó. Không bỏ. Ai Đấy. cũng bỏ thôi, bỏ này đi kệ nó chết thì chết, sống thì sống thế này. Suốt ngày bảo đừng uống rượu, đã áp huyết cao cứ uống. Nhưng mà lúc đấy nó cũng giò giò giang, nó chập chen, chạ. Cũng không bảo được đâu. Suốt ngày đi uống ở quán chịu còn phải đi giả tiền, ta đến nhà đòi trong nữa nó... Thôi chạ nói, chạ nói, Chúa biết hết rồi. Nhưng mà lúc đó thì là chị qua đó rồi, dường như là chị đã bỏ Chúa như vậy. là Tất cả là bao nhiêu năm chị bỏ Chúa như vậy? Con bỏ cũng chắc có khi phải đến 20 năm mới xong. Mãi về sau này cái ông chồng nó chết được một tháng thì con sướng quá trong con đi về Việt Nam Thì có cái em ở bên cạnh nó bảo chị ơi Bây giờ người ta ở trong Nam cha có cha tên là cha Du Xe Trần Đình Long Cha cầu nguyện linh thiêng lắm chị ạ Em cho chị cái thẻ này Chị đi về phố chị thì Cái gì nhỉ chị đem ra hiệu đấy trong bảo người ta um, Photo. Photo cho mà trong chị đem hàng đấy cho người ta nghe Thế con mới cũng cầm sang đấy thế là con mới cầm con cầm cái thẻ lúc đấy không biết cái cái thẻ đấy là 300 bài giảng của cha vâng thế là con đem sang thế cho người cái thằng con con nó nghỉ hè thì lại có cái chị con ông bác cũng lấy chồng ở mãi cái chỗ đấy gọi là chỗ câu châu ấy thế là con cũng mang xuống đấy thì cứ ngày con nghe trong con nghe rồi con đem về con nghe con, ôi dỗ con nghe ngày nghe đêm chạ con nói lại bảo bậy bạ con đi con vào hố xí con cũng treo cái đài ở trên đấy trong con con vệ sinh không con, con ra con lại sách ra con cứ đi đâu con con theo con đem theo đấy chạ con đi con sang vừa đi cắt cỏ cho cá ăn con cũng đem sang con cắm cái cây ở cái gốc cây đấy con cứ đi đến đâu con nhấc đấy con nghe lúc thì con cười lúc thì con khóc chạ vâng thế là con đem xuống thì cái chị đấy cũng sướng quá chị bảo dê chú ma chúa tôi chị em mình tội lỗi này giờ mới biết thơ thôi mày để ở đây lúc đấy còn không có nhiều tiền đâu chả Còn về photo được đâu một hai cái sao Còn chị đấy cũng đi đem ra hiểu photo Trong chị cứ gọi chị em người nọ người kia nghe Thế đã đây em em Ngọc Nga nhóm trưởng để em cũng biết Thế là cũng được bao nhiêu người công giáo là cũng cũng nghe cái đài này được ơn lắm chả Trong mọi người cũng quay trở về nhiều người được rửa tội nhũng nhợ Cũng được cứu được bao nhiêu chị em ngoại đạo ở dưới đấy chả Vâng Và... à, tức là khi mà người chồng mới chết rồi thì lúc đó thì chị mới có thể quay trở về Việt Nam vâng. sau bao nhiêu năm cũng mười gần hai chục năm chả gần 20 năm bỏ xứ vâng. rồi chị mới quay trở về vâng. rồi khi mà quay trở về thì có một người giới thiệu chị về một cái đài gọi là giống như đài này đúng không ạ không cho con cái thẻ thôi à cái thẻ vâng. tức là cái uh... cái thẻ nhớ 500 hay là 300 đâu vâng. lúc đấy có 300 bài giảng vâng nó thẻ nhớ nó bằng cái ngón tay nữa hả vâng. 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 Hồi đó là chúng tôi làm 300 với lại 350 bài giảng. Vâng, vâng. Cái máy uh, như thế này. Nhưng mà hồi đó là không có cái sim, cái sim nó chỉ bằng cái móng tay. Nhưng mà là cái USB, cái USB nó bằng cái ngón tay này. Đúng rồi, đấy rồi gọi là cái USB vâng, mới cắm vào cái máy. Cái USB mới cắm vào cái máy thì uh, mới nghe được. Lúc đó đi đâu thì phải có một cái đài rồi có một cái USB cắm vào và khi cắm vào như vậy thì nó hơi bất tiện là cái USB nó vướng ở bên ngoài rồi cái máy cái máy với lại cái USB nó ở bên ngoài rồi chị ấy mới đem cái USB đó chị ấy đưa ra ngoài tiệm nãy giờ tôi nói là chữ photocopy không đúng nhưng mà copy lại sao chép lại phải không sau đúng chép rồi, lại. Đây là cái máy nhớ ở đây nè. USB á. Đây là cái máy như thế này và khúc đầu đây là có cái USB, đây là cái USB nếu mà cắm thì cắm ở trên này. Vâng đúng rồi. Vâng. Đây, đây. đây là cái USB trông như thế này, vâng, vâng. đây là USB vâng. và lúc đầu là chúng ta phải cắm như thế này. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng không ạ? Vâng ạ. Đó, cái máy nguyên thủy ở đây là 300, với là 365 bài giảng như thế này. Lúc đó họ chưa có làm cái sim bây giờ thì sau này đó có một cái sim nhỏ là bỏ vào trong này luôn. Bỏ trong máy luôn thì nó gọn hơn là phải USB như thế này. Và chỉ chỉ có cái, người ta chỉ cho cái USB này thôi mới đưa ra tiệm và copy thành nhiều cái uh, khác nữa đây là cái uh, thẻ nhớ như thế này đây thưa yeah. anh chị em và các bạn đây nó như thế này bây giờ thì chúng tôi cho vào cái máy không cần phải cái usb này nữa Lu cái thẻ nhớ này nằm ở trong cái máy này luôn Nó nằm dưới đáy này chúng tôi dán lại Khăn lại để cho người ta không mở ra Không lấy ra được Vì có nguy cơ là người ta sẽ lấy ra Người ta lấy những cái thẻ bậy bạ người ta cho vào cái máy này Thì nó mất cái giá trị đi Vì cái máy này chúng tôi đã để chữ tín thác.net vào trong đây rồi Trước thì máy lòng thư xót chúa về sau tôi đề tín thác.net để mọi người biết là trang web tín thác.net có thể em lên trong web mà quay được thì chị nói rằng là chị đem cái máy này đi với cái USB đây là đi đâu và cũng cắm cái USB vào rồi mở máy lên nghe như thế này và treo ở trên gốc cây ngọn cỏ đủ mọi thứ đi đâu cứ toàn te như thế này và đây thưa anh chị em chú dùng những cái dụng cụ mà nó nghèo nàn nó cái phương tiện nó bình thường như thế này đây mà cứu được chị ấy và biết bao nhiêu linh hồn những người xa cơ lỡ bước những người lầm đường lạc lối, những người bỏ Chúa, nhất là những người xa xứ bỏ Chúa như chị ấy và nhiều chị em khác. Có rất nhiều người chị em ở bên Trung Quốc bây giờ họ được cứu là nhờ cái máy này đây. Ừ. chị kể cho mọi người nghe là um, khi mà đầu chị nghe cái máy này rồi ừ, cũng như à, thế nào. Nếu nếu không có cái máy này chúng con tội lỗi phải nói là không nói thật chắc là ai cũng cũng 100 người thì 88 người là không có thiếu gì cái tội trên trần gian này cha chúng con được nhờ là cái 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 thẻ của cha này rao giảng lòng thương xót chúa chúng con nghe chúng con rút lui hết kể cả mình nói những cái câu gì nặng nề hay phạm tội cũng phải là mình phải dừng lại ngay thay đổi ngay mà xin lỗi chúa chứ chúng con cũng cứu được bao nhiêu chị em chúng con xa cơ lỡ bước tội lỗi ngập tràn lừa đảo nói chung là cặp bồ trai gái cái gì cũng có hết trên đời cha chỉ cần có tiền để về việt nam thôi cha Thôi còn trước mặt Chúa con cũng chả nói sai Con cũng bảo con đường đấy chả Con không có giấu gì Trước mặt Chúa con chả giấu giếm gì có ai nào con nói thế chả Xong được ít tiền đi về lạy Chúa tôi bảo cái thằng con trai lúc đấy nó đang đi làm Bảo thôi mẹ cho mày Con về trộm con có dám về nhà đâu Về dám dúi trong cái thằng con con đi làm lạy Chúa tôi cho ít tiền Thôi bỏ con nữa con làm nghề trong con học được nghề ra thích làm cái gì làm đâu giống ngày đấy lâu lắm cách chắc phải hai năm sao con không nhớ mấy kìa kìa chồng cái đứa con dâu con kìa kìa thằng con lớn con đấy ừ. lại chúa tôi nó cũng đủ thôi lại chắc hình như đi vào con đường của mẹ ạ chả ừ. vâng thế mãi đến 2018 nghìn mới sao con bỏ lại chúa hết cách thì Chúa trần gian bó tay thôi con bó tay tất cả mọi người bó tay con chỉ cậy trong vào quyền năng của Chúa thế là ngày đấy con cũng về giáo điểm tin mừng con con bảo nó đi nhưng con bảo đi theo mẹ đi chê chù mà con chở con bỏ đặt vé máy bay rồi mà bây giờ không thấy đâu hai ba giờ đêm ba giờ đêm là phải đi xuống Hà Nội để đi rồi không thấy ở đâu con gọi chắc là nó đi mấy gái hát ở trên kìa chả Còn bỏ cứ bỏ vợ ba đứa con ở nhà khổ sở lại chúa tôi Trong người ta cứ bảo tại con làm Tại con làm Là làm khổ con nhưng mà đúng là con cũng thương con Con bỏ nó Bỏ nó từ bé trong kiểu muốn cho nó ít tiền nó muốn làm cái gì nó đỡ khổ cũng thương con Ai ngờ đâu lại cũng đi vào con đường tội lỗi chả Trong con con đưa về giáo điểm tin mừng đi lễ Hai mẹ con cách nhà bao năm về Nó chả tình cảm với mẹ đâu cha, Nó tình đi đâu ra mãi cái đường ở giáo điểm tin mừng Con tìm không thấy đâu Con bảo dê chung ma hay nó đi hút thuốc nghiện ở đâu rồi Cứ đứng mình đứng nghe lễ đấy, cứ chưa ngắt mắt trước mắt sau đi dòm con Chả biết đâu trong tối nó lại về chạ Vâng, ừ, nó về cái chỗ con trọ cái phòng đấy xong Con mà thế lễ xong rồi mày đi đâu Xong mày cứ phải tránh mẹ hay mày đi hút nghiện ở đâu mang tiếng đi lễ nhưng mà tư tưởng cứ 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 lo cho con cái thằng con nó ở bên ngoài chạ thế mãi con vào con bảo đi vào xưng tội mà cha ơi, con bảo ông chùm đấy không biết ông gì gầy gầy ngày đấy bảo đi vào mà làm sao con lại bảo được nó đi lễ chạ nãy cần bảo này mẹ đưa con xuống cha mà con lại bỏ được hết con bỏ được hết cái kia thì cũng gay bỏ cả bạn bè Thế con bảo thôi cứ đi xuống con cứ cứ bảo thôi cứ phỉnh nó bảo cứ đi mẹ mua vé máy bay đi đi vào chạ thế con vào xin cha cầu nguyện cho nó về thì nó cũng thay đổi được ít, cũng thay đổi nhưng mà giờ cháu, con con nó cũng... kêu kìa, kìa con râu con nó bảo mẹ giờ anh Tuấn ngoan nhiều lắm thôi. Con bảo là thôi đấy, Chúa đã nhận lời cầu nguyện của mẹ bao nhiêu năm nay. Ấy. Thôi thế là cứ từ từ con ạ, từ từ nó ngoan, giờ nó cũng cũng gọi là ngoan đấy cha, như con nó rất vui lắm cha, con tạ ơn Chúa, con cám ơn cha, cám ơn tất cả chị em bên đấy chúng con cũng có nhóm lòng thương xót chúa nhóm đức mẹ mân côi để nhóm đức mẹ lam vang mỗi nhóm cũng mấy trăm người thấy chị em cứ xin khấn tuần 9 ngày mỹ thỉnh thoảng nhắn tin cho cha cầu nguyện thế con con nó cũng cũng quay về với chúa để cha nhưng mà nó vẫn còn ham chơi lắm thôi thì con xin cha tất cả mọi người là cầu nguyện cho con con để con con nó biết thay đổi tính nết con râu con kia là ngoại đạo chạ ngoại đạo nhưng mà nó ngoan nó lại thuộc kinh nó trùng kính nó trùng hơn con mà ngoan giờ đi tập hát đi đi tập dân hoa lại dạy các con mấy đứa bé cũng đi vào đi dân hoa để đi học giáo lý chạ con mà con tạ ơn chúa cảm ơn cha chạ ừ. con dâu nó có đạo chưa hay là vẫn là ngoại đạo con dâu con cũng cũng làm vào đạo đạo từ cái lúc nó mới yêu cái thằng con con cũng có phép đạo chạ vào cũng vào đạo vâng và... Các ừ. cháu con cũng được rửa tội vào đạo hết rồi. Vâng con dâu con cũng chịu khó đi lễ lắm, ừ. vâng. À, thưa anh chị em, à, ít có người dám can đảm mà nói trước uh, cộng đoàn gọi là dùng chữ là thú tội trước bình minh như vậy. Đó là cái ơn đấy. Thường người ta có nói là xấu thì che mà tốt thì khoe. Nhưng mà trong những buổi hiệp hành lòng thương xót Chúa này, cái điều lạ lùng đây là người ta sẵn sàng bộc bạch hết tất cả những gì là con người thật của họ không yếu diếm không che đậy không màu mè không khoác lên cái áo đạo đức giả cái áo đạo đức giả là cái áo mà Chúa Giêsu luôn luôn của trách khốn cho các ngươi hỡi những kẻ đạo đức giả những người giống như là mồ mả tô vôi bên ngoài đẹp lắm nhưng mà bên trong là thối hoặc những con người chỉ thích áo mão cân đai bên ngoài súng xính để người ta được bái chào nơi đường xá rồi ngồi chỗ nhất luôn luôn là tỏ ra mình là người đạo đức và coi thường những người khác là quân tội lỗi. Lòng thương xót Chúa cho chúng ta thấy rằng là chẳng có ai là đạo đức tốt lành trước mặt Chúa. Tất cả đều là tội nhân như Đức Thánh Cha Phan -cô đã nhiều lần và thường nhắc đi nhắc lại Tất cả chúng ta đều là tội nhân Và cần đến lòng thương xót của Chúa Đức Kinh ra cũng nhắc xin anh chị em cầu nguyện cho tôi Tôi cũng là một tội nhân Và khi mình thấy mình là tội nhân thì Chẳng có gì gọi là mắc cờ hay là xấu hổ hay giấu giếm gì cả Có hay ho gì đâu, có tốt lành gì đâu Tôi cũng chẳng tốt lành hơn chị ấy đâu Tôi cũng chẳng tốt lành hơn chị ấy đâu Và anh chị em chúng ta đang cùng hiệp hành với chị ấy đây Có ai dám nói rằng là mình tốt hơn chị ấy không? Mỗi người chúng ta đều cảm nhận được lòng thương xót của Chúa Khi dám nhìn nhận con người thật của mình Đây là một sự trung thực đấy Dám nói thật về con người của mình Và nhìn nhận rằng con chúng con chẳng có đứa nào tốt cả Đứa nào cũng thế này thế nọ thế kia Tội lỗi cùng mình hết Và Dĩ nhiên Chúng ta thấy hậu quả là con trai của chị là chuyện Đương nhiên chị bỏ nó cả 20 năm Rồi khi mà đi về Thay vì mình nghĩ rằng là Mình phải giúp con mình Nó thiếu thốn không chỉ là vật chất Nhưng mà nhất là cái tình thương Tình mẫu tử Sự giáo dục dạy dỗ Trong gia đình nó không có Chị đi sau một thời gian 20 năm trời cày Vất vả để dành dụng Có tí tiền đưa về những người khác có là thể thấy chỉ là hai mươi năm về tiền rộn rãn rồi có đồng ra đồng vào, bà con lối xóm lúc đó giờ đang nghèo, đâu có biết rằng đây là một con người về từ vũng tội, về từ vũng máu, về từ đầm lầy đâu mà cứ nghĩ rằng là người đang đang ở trên đài vinh quang bước xuống, rồi có nhiều người cũng màu me, cũng làm màu ra vẻ ta đây có tiền, súng xa súng xính, đây là việt kiều, thế là đi vung tiền ra để mà che tất cả những cái xấu xa của mình đi để che tất cả những cái quá khứ và không dám nói thẳng nói thật cho người ở nhà biết cái sự thật phũ phàng như thế nào không nói không dám nói suy diện không dám nói và cũng chẳng ai dạy gì mà nói nói cho người ta coi thường mình à rất cảm ơn người chị em này và đây là một cái ơn của Chúa nếu không có ơn Chúa, chẳng ai dạy gì mà đến trước mặt cộng đoàn mà thú nhận tội lỗi của mình đâu. Mà nói cái xấu của mình đâu. Tôi mới biết bao nhiêu người đó, họ ngại, không dám nói. Không dám nhìn nhận thật con người của mình. Và thằng bé đó, thưa anh chị em, đây là một cái kinh nghiệm giúp cho những người làm cha làm mẹ. Những tưởng rằng là mình bù đắp lại cho nó những ngày tháng thiếu vắng bóng mẹ bằng những đồng tiền đưa cho nó. Mà hóa ra chính mình lại làm hại nó bởi những đồng tiền à, à. Vì nó đang nghèo khổ, đang khó khăn Tự nhiên có tiền, người ta nói là có tiền thì sinh tật Có tiền thì sinh tật à. Không có tiền thì còn chịu khó đi lễ đọc kinh Vì có tiền rồi thì đi hát karaoke chứ ye đi hát ca đoàn gì nữa, phải không? Dạ, nhưng mà còn còn nó đi hát trong nó lôi hết bạn bè Nó thuê một cái xe, cái xe taxi đi lại chúa cứ thỉnh thoảng lại mấy chục triệu trả cái đứa con dâu, con con nó tinh khóc nó bảo con bảo thôi bỏ nó đi con chính con con dâu con con bảo con bỏ nó đi, đi về nhà mẹ nhà con trong cho đỡ khổ nếu mà con có ở với nó đúng là nhục một đời cũng là cái thân tội thôi con con bảo con dâu con nó bảo thôi mẹ nói đúng con trước mặt chúa tạ ơn chúa con lấy được cái cô ha con dâu này cha thực sự mà nó cứ kêu mang con nó xuống nhà mẹ nó trong có đi làm trong có đi tìm chồng cha mà nó cũng không cuối cùng nó bảo giờ con bỏ thì nay mai ba đứa bé hát nó cũng khổ mẹ nó không có bố thôi mẹ đừng chửi anh Tuấn mẹ Cứ để anh ấy từ từ để anh ấy khác biết nghĩ chứ Con cứ bỏ con bỏ nó đi Bỏ ngay ngày nào hai ngày đấy Thực sự đây có mặt chúa để con không nói dối à. Con tinh bảo nó bỏ đi vì cái thằng con con nó Hết phép rồi chạ Thế đúng thế gian bó tay Trần gian bó tay chạ Thế con cũng đi xuống giáo điểm tin mừng Con về hai lần con cũng đi lễ xin cha cầu nguyện Nó cũng theo con đi như lúc đấy con cũng định làm đưa con để con bảo nó lên làm chứng nhưng mà con lại nghĩ lại bỏ thôi cứ từ từ nó thay đổi trong ý làm chứng không giờ mình làm chứng con mình chưa thay đổi mấy thì lại trước mặt chúa thế là nói dối không được thế con con mà thôi cứ để từ từ thế giờ con con thì nói chung là không biết là nhớ như thay đổi được cái nào như từ hôm con về nay nó ngoan mà nó lễ phép lắm chả nó nó làm ăn rất nhanh mà nó nói chung là cũng tạ ơn Chúa, cảm ơn cha, cảm ơn tất cả cộng đoàn các nhóm hội đã cầu nguyện cho con con cha. Có lẽ chúng ta thấy là mình cảm thấy sự bất lực của con người mình. Mà nói thật nếu mà con có thể lên đây được người con dâu đang ngồi dưới đó Mà lên đi được mà nói ra Thì chúng ta sẽ thấy được rằng là Một tấm gương của một người tân tòng Khi mà lấy chồng mới theo đạo Đáng lý ra người chồng, người gốc đạo gốc đấy Phải làm cái gương cho người tân tòng mình nói theo Phải là một cái cột trụ để người tân tòng mới dựa vào đó Để vững đức tin Tầng này ngược lại hoàn toàn Ngược lại hoàn toàn thấy vì làm chứng thì lại là phản chứng Mà cũng vì lỗi của người mẹ là cứ đưa tiền cho con mình Và có tiền thì nó sinh tật thôi và. Đó là một cái kinh nghiệm và. cho anh chị em mình Có nhiều người ở nước ngoài Ngày hôm nay cũng vẫn cứ tiếp tục bị đi vào cái xa lầy đó Là thương những đứa con ở Việt Nam và. Rồi cứ gửi tiền về cho nó và. Ở và. ngoài thì làm vất vả và. Con ở nhà đâu có biết đâu và. Tưởng bố mẹ, tưởng anh chị là cứ hái ra tiền thôi cứ đi ra nước ngoài là hái ra tiền thôi Đâu biết rằng mồ hôi, nước mắt và nhục nhã đau khổ như thế nào Để có được đồng tiền Mình cứ thấy có tiền gửi về là Lại vung tiền qua cửa sổ, lại ăn chơi Và bố mẹ cứ gửi tiền về Cứ nghĩ rằng là mình đưa tiền về cho con mình thì nó sẽ tốt Hóa ra mình hại con mình mà mình không hay Rồi thấy nó đói, nó khổ, nó khóc, nó lóc, nó năn nỉ, khéo nói Lại thương ừ, Chứ mà cứ một giờ đêm chả, chả bao giờ hỏi thăm mẹ Nhưng cứ một, hai giờ đêm mẹ đang làm gì đấy Mẹ có khỏe không? Bắt đầu 4 năm giờ sáng Mẹ ơi, à, cho con độ 50 triệu hay 30 triệu cái gì đấy Là con làm cái nọ, nó nói khéo lắm chạ Nó nói giỏi lắm vâng. Xong lại con lại thương chê Xù lại nó Về người ta bảo nó lại đi đàn đi đúng Nó hát, nó, nó nọ gái gú nọ đủ các loại trên đời chạ Lạy chúa con đúng lỗi tại con mọi đàn chạ Đấy, thưa anh chị em Mấy người làm cha là mẹ nhớ đấy Đây là một mẫu gương cho mình để mình tránh đừng có đi vào cái vết xe đổi nữa thương con mình phải biết cách thương thường chúng ta để cho tình cảm nó chi phối để cho tình cảm nó chi phối cho nên là cứ thấy um, nó đói nó khổ là đưa tiền đưa tiền mà không biết rằng là cái giá trị của đồng tiền nó như thế nào phải cho nó thấy rồi cái điều quan trọng hơn cả là nuôi dưỡng đời sống đức tin đời sống tâm linh cho nó mới là điều quan trọng chứ không phải là đưa tiền cho nó đây này bài hát tiền là giấy đốt cháy cũng chỉ tàn cho mà thôi đợi tiền là giấy đốt cháy cũng chỉ là tàn cho mà thôi Chúa Giêsu nói không được làm tôi hai chủ thiên chúa và tiền của mình làm tôi tiền của Mà không làm tôi thiên chúa Thì chạy theo ma quỷ Và ma quỷ nó sẽ tìm mọi cách Để nó cám dỗ mình Dùng đồng tiền ấy vào những cuộc ăn chơi Sao đoạ Còn nếu mà người làm cha là mẹ Giúp cho nó thấy về lòng thương xót chúa Về đời sống tâm linh Giống như là người chị em này là, Nếu có người bạn nào đó Mà không Đưa cho chị cái USB này mà lại đưa cho chị mượn 10 triệu hay là 100 triệu làm vốn Có khi bây giờ chị lại vẫn còn xa đoạn Vẫn còn xa đà Nhưng mà lại đưa cho chị một cái cục USB này Mà nếu mà một cái cục USB này Người khác chẳng muốn nghe Mà chị đã nghe Và những bài giảng ấy 300 bài giảng, 365 bài giảng ấy Của thời cách đây 10 năm Đã cứu được chị ấy và nhiều chị em khác Bây giờ thì Chúng ta nhìn thấy hình ảnh Cha rất là cảm phục con Người con dâu đang ngồi dưới đây Thực sự Đúng là con, không, không ở cả làng, cả xóm người ta biết ạ Lúc nào cũng ba đứa con xong nó bỏ ở nhà Nó nó chả quả qua người chạ nó đi với cô nào chả Ba mẹ con khổ sở con lúc đấy thì ở Trung Quốc cũng, cũng xấu hổ chạ Thực sự con cũng không dám về mấy nói thật sự là nói đủ nó đủ cái bì đát nó, nó 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 tiêu cực thất vọng đủ các loại trên đời cha đúng là nhờ lời cầu nguyện cha đã cầu nguyện cho chúng con các chị em cũng cầu nguyện cho gia đình con chúa đã nhận lời cầu nguyện của con trạ giờ cũng cũng chưa là cũng chưa thay đổi thưa anh chị em chúa đang biến đổi con người ấy chúa biến đổi con người tội lỗi ấy nhờ những con người đạo đức nếu ngày hôm nay Chúa nói không có Phostina, không có những người giang tay cầu nguyện lòng Chúa thương xót thì thế giới này nó sẽ đi về đâu. Nhờ con và những con người cầu nguyện lòng thương xót Chúa mà Chúa cứu thế giới. Cho nên ta vẫn đọc vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô xin cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lời kinh ấy Chúa dạy, Chúa truyền đọc, chứ không phải là của ai cả, thế mà con người ta ngày hôm nay vẫn cứ chạy theo đồng tiền cứ nghĩ rằng đồng tiền có tiền mua tiền cũng được không tiền mua lực cũng trọng xong mà thực ra thì đồng tiền có giúp người ta giải quyết được mọi vấn đề đâu có thể nó giúp người ta giải quyết được một vài vấn đề nếu họ biết sử dụng đồng tiền đúng như là ý chúa muốn nếu họ biết sử dụng đồng tiền để đem lại lợi ích cho phần linh hồn là một cái phương tiện giúp cho người ta đến với chúa ví dụ như là nếu không có tiền làm gì có những cái máy này đây Và những cái máy này đây được truyền đến Được trao tặng cho biết bao nhiêu con, Ngàn 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 con người Ở Việt Nam, ở Trung Quốc, ở Mỹ Và rất nhiều nước trên thế giới Bây giờ thì Chúng ta phải cảm tạ Chúa Và Cúi mình Trước một người chị em tân tổng một người vợ có người chồng như thế, tứ đổ tưởng như thế và ba đứa con và một người mẹ chồng như thế này mà vẫn kiên trì như vậy đồng hành với mẹ để đến đây cùng với mẹ, nói mẹ lên đi, con ở dưới, con cầu nguyện cho mẹ hiệp hành với vì nếu mà lên có lẽ là chị sẽ không đủ nước mắt để mà chảy ra. Và chúng ta cũng sẽ cảm thấy con có muốn lên được không? Con có lên được không? Vâng, con người dưới. Đêm hôm vâng. Đi tìm chồng, chạ, lại chúa tôi đêm hôm để ba đứa con ở nhà, mất ba đứa con ở nhà đi tìm những quán hát, những cái ngõ ngách tới chạ, đi tìm chồng, tìm làm sao được. Nước khóc, khách, nước khóc quanh nằm hỏng bao nhiêu năm, còn giàu còn khổ sở lắm chạ, lại chúa con. Đúng là tạ ơn chúa ban cho con lấy được một người con dâu thật, đúng là tuyệt vời chạ. Rồi bây giờ trước khi mà chia tay thì con nói cho mọi người biết và những hoạt động của các chị em về lòng Chúa thương xót ở bên Trung Quốc như thế nào. Chúng con tặng ảnh, tặng sách, tặng máy như thế nào, rồi con loan truyền như thế nào. Con nói cho mọi người biết, chia sẻ cho mọi người biết đi. Thì ngày đấy là cũng chỉ nhờ là cái 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 được cái lòng thương xót, lời giao giảng của cha khắp mọi nơi, khắp thế giới cho nên chị em chúng con là các nước, các nơi là cũng tụ tập và là thì nhóm lòng thương xót chúa nhóm đức mẹ mân côi nhóm đức mẹ la vang mẹ nhóm nhiều nhóm lắm chạ thế chị em cũng cứ bảo nhau là đến giờ đọc kinh là cũng còn cũng phải bái phục em ngọc Nga chạ lại chúa đêm nào cũng có hơn 3 giờ đã riêng riêng ai theo đùa còn chịu thôi con là thôi chị vào địa ngục thôi cũng chấp nhận chứ còn nếu mà như em ngọc Nga ba ngày thì còn không thể nào mà bước được con thiếu ngủ là con chết còn mà em ấy hôm nào cũng mà tạ ơn Chúa cũng cho em mới được lấy cái ông chồng nó cũng tốt cha ừ. lúc nào cũng sách vừa kinh mới lại đọc hết cái lời giảng của cha phát của lời chia sẻ của cha nọ cha kia của cha rồi lúc nào cũng không ngờ mà cái ông chồng nó cũng không chửi bới đâu cha mọi người nó tinh chửi cha dù chị em đang ngắm trong rồi chạy vào xóa cơ có một cái em cứ cầm cái cây nến chạy hết chó nọ nó chửi trong lại ra chỗ kia nó lại cũng lầm mầm nó chửi rồi cha. và cũng cũng không không trách được họ đâu cha, họ không biết lòng thương xót chúa họ không hiểu về chúa họ không hiểu cái gì khi họ chỉ cậy và nó bảo ơi lúc nào cũng chúa chúa đọc kinh chúa mày đọc kinh có tiền không có gạo mà ăn không nó không hiểu cũng không trách được họ đâu cha, bên đấy ít đạo lắm vâng và nó bảo không làm cái gì mà ăn chúa nào ban cho chúng mày không có chúng có sức khỏe thì mới làm chúng mày tối hôm trưa ông đi làm lấy đâu gạo mà đổ được vào đồi nó nó nói cũng khổ lắm nhưng mà thôi cũng phải chịu thì trả đất khách thì... chúa không ban sức khỏe đến đâu làm vâng, họ lại không hiểu thế thế không ạ à? vâng. chúa không ban sức khỏe đến đâu làm vâng. giống như ông chồng nằm liệt cho ban 5 năm năm vâng. có tiền có mua được sức khỏe không vâng. đơn giản như vậy thôi vâng. có tiền có mua được sức khỏe không cho nên sức khỏe của mình là cái món quà Chúa ban mà người ta không biết, ta phủ nhận nhưng mà Chúa vẫn đúng như chị nói, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm, vì họ chưa biết đến lòng thương xót của Chúa. Thưa anh chị em và các bạn, chúng ta biết được rằng là bên Trung Quốc bây giờ nhóm anh chị em Việt Nam Công giáo lao động bên đó mà có những người đã lập nghiệp, đã lấy chồng bên đó, bây giờ họ đang là một giáo hội thầm lặng nhưng mà rất mạnh vì hàng ngày họ gợi, chúng tôi gửi những máy bài giảng lòng chú thương xót sang cho họ có khi đi bằng đường máy bay nhất là đi đưa bằng đường tàu đi qua biên giới mặc dù có những khó khăn nhưng mà họ vẫn vượt qua được rồi họ trao tặng cho những người máy sách ảnh chuỗi rồi bên cạnh đó là họ vô trang web tín thác net họ nghe rồi họ liên lạc với nhau thành một nhóm có khi cả mấy trăm người cứ đến giờ đó như chị ấy nói cứ rang một phát cứ bon 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 ba giờ là cùng nhau mở hết điện thoại lên lần chuỗi lòng thương xót với nhau họ chia sẻ với nhau không có điều kiện để họp mặt như chúng ta ngồi với nhau trong một căn phòng nhưng mà họ vẫn gặp gỡ nhau được qua phương tiện truyền thông mà Chúa ban cho con người ngày hôm nay thay vì dùng phương tiện truyền thông ấy để thỏa mãn những dục vọng thấp hèn để thỏa mãn những thú vui giải trí không lành mạnh thiệu dùng phương tiện truyền thông ấy để loan truyền lòng thương cho Chúa để cầu nguyện lòng thương cho Chúa họ nhắn tin nhắn cho tôi nhiều lắm mỗi ngày bao nhiêu tin nhắn từ Trung Quốc gửi về một tấu sớ dài cầu nguyện cầu nguyện và nhất là tạ ơn vì biết bao nhiêu ơn huệ Chúa ban còn trước khi chia tay còn kể cho mọi người những ơn huệ Chúa ban cho chúng con bên Trung Quốc như thế nào mọi người. Tạ ơn Chúa là chúng con ở bên Trung Quốc, các chị em nào cũng là bình an mạnh khỏe. Mấy chị em chúng con cũng xin khấn tuần 9 ngày này. Ai xin lễ thì lại em Ngọc Nga nhóm trưởng, các chị em nhóm trưởng để đưa về cho các cha Việt Nam là xin lễ này. Đến giờ chúng con cũng mùa ngắm, mùa thương khó, chúng con cũng ngắm nguyện, cha cũng than hàng đá. Mà hôm qua con bật lên cho mẹ con xem lúc em Ngọc Nga là hơn 3 giờ ở Trung Quốc đấy cha. Bên này là hơn 4 giờ là đến hơn 6 giờ mẹ con bảo ôi chung ma ta tưởng chúng mày bỏ đạo hết rồi ấy. thế thì hơn chúng tao bên này rồi răng hoa chúng con đọc xin khấn từng người này, em maria ngọc nga xin những ơn gì ơn gì ai à, đọc rành mạch đâu ra từng người từng người cha vâng Mỗi, nếu mà có hôm nhiều mấy chục chị em xin khấn đọc phải hàng tiếng xong lại đọc các kinh tối sớm này Trong đọc năm chục kinh này xong lại đọc kinh uh, uh, dịch bệnh này kinh đưa, nhiều kinh lắm chạ như một nhà thờ chạ chúng con chứ không có phải là đọc quen đấy chạ cứ đến giờ làm cái gì ở đâu làm cứ chuẩn bị đến giờ là ba chân bốn cẳng là chạy về là đến giờ là 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 đọc kinh là ai xuống kinh ai đọc xin khấn nó ai đọc kinh là phân chia từng một một ngày mấy lần chạ không bỏ một ngày nào đâu chạ Vâng. nhưng mà không có họp nhau cứ ai ở nhà đó thôi à vâng. ai, mỗi người mỗi phương chả không biết nhau ở đâu đâu đây này về Việt Nam tìm em Ngọc Nga cũng đến nhà con ở bên Trung Quốc em ấy cũng mới chồng em ấy cũng đến nhà con chơi thì mới biết còn không gặp mặt nhau bao giờ chỉ nhìn thấy nhau trên mạng thôi nhưng cứ đến giờ là chị em chúng con là ai cũng là cứ là cũng vội vàng ba chân bốn cẳng là về là đọc kinh cầu nguyện xong mới lại đi làm không đọc thì kiểu mình thiếu thốn một cái gì to lớn mình có tội hay cái gì ấy nấy trong lương tâm không ăn không làm đâu chả cứ đọc trong cho mình là đi làm hay đi ăn hay nấu hay làm cái gì đấy vâng chúng con ở bên đấy là như thế vâng cũng tạ ơn chúa đấy thương chị em làm gì được ai cấm được đạo ở trong trái tim bao nhiêu phương tiện chúa ban người ta biết sử dụng phương tiện ấy thì nó sẽ trở thành một khí cụ sắc bén để loan truyền tin mừng lòng thư xót Chúa, để nuôi dưỡng đức tin. Mỗi lần mấy anh chị về đây, chúng tôi thường gửi máy sách ảnh. Lần này con lấy bao nhiêu máy? Con đem muốn lấy bao nhiêu máy? Con đưa qua đó. Con uh, càng nhiều càng tốt, cha. À? Lòng Tam Vô đáy cũng bao nhiêu người khao khát chính chính nhà con ở cái họ đây cũng cũng nhiều người không có lắm cha ai đi cũng dặn bờ ơi xin cha long cái đài hay là mua hộ gì đấy ừ. nhiều người cả bên họ bên lương thôi con cứ gọi bên lương ấy, ừ. chứ cứ quen lên. nhiều người khao khát lắm cha vâng có nói những người bên lương khao khát như thế này. những người bệnh nữa người ta cũng nghe qua cha người ta ừ. cũng chẳng có cứ mượn của nhau nghe người ta cứ cứ xin mới nị người ta khao khát những bài giảng của cha nhiều chứng nhân được ơn chữa lành đấy nhiều uh, ung thư được uh, giai đoạn cuối mà cầu nguyện cha cầu nguyện cầu xin Chúa cũng chữa lành cho mọi nói chung là nhược nhiều ơn lắm chạ cho nên mọi người ai cũng khao khát cái đài ý, giao giảng lòng thương xót của Cha lắm vâng bao nhiêu cũng không đủ độ cha vâng. <laughs> 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 ta, ta ơn Chúa. Ta, ta, ta ơn Chúa. Ta ơn Chúa. Tôi có nói với anh chị em là cần bao nhiêu cứ nói vì Chúa rộng lượng lắm Chúa bao la lắm lòng thương xót Chúa bao la lắm chúng tôi chỉ là những dụng cụ chú dùng để đem lòng thương xót Chúa đến cho anh chị em. Còn chính Chúa mới là người mà ban ơn cho anh chị em. Chính Chúa mới là đấng cứu độ mà anh chị em cần phải chạy đến. Nhưng mà Chúa dùng đôi tay của anh chị em, dùng đôi chân của anh chị em, dùng mỗi người anh chị em để trở thành những dụng cụ để loan báo lòng thương xót Chúa đến cho mọi người ở khắp mọi nơi. Tạ ơn Chúa, cảm ơn anh chị em ở Việt Nam cũng như khắp nơi trên thế giới đồng hành, hiệp hành và cộng tác với chúng tôi trong công việc loan truyền lòng thương xót của Chúa. Bất cứ ai ở đâu, bất cứ tổ chức nào mà cần những phương tiện, máy, sách, ảnh, chuỗi, chúng tôi sẵn sàng cung cấp cho anh chị em. Như anh như chị nói là lòng tham vô đáy. Tôi mong ước rằng chúng ta có được lòng tham vô đáy ấy, lòng tham, lòng thương xót Chúa. Chứ không phải tham tiền, tham của, tham danh, tham chức, tham địa vị, tham quyền hành không mà tham lòng thương xót của Chúa tuy tay con nhỏ, nhỏ bé bè, bao, bao nhiêu cũng không vừa thì ở bên Trung Quốc cả hai mươi mấy, mấy năm như thế ba mươi mấy, mấy năm như thế con có biết nói tiếng Trung Quốc không có chạ rồi con có chúng mà đi lễ mang tiếng đi lễ em Ngọc Nga bảo chị phải nhìn theo thánh lễ các cha giảng ở Việt Nam ấy trong là đi lễ thì cha cứ 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 giảng cái đầu chị cứ liệu liệu ví dụ như bờ <tạc> tạ ơn Chúa tính, Trung Quốc nói sao cẩm chè thiên chủy rồi, rồi làm dấu à. như thế nào ân phù cạp chỉ cạp sinh sần chí mình amen à, rồi đọc kinh lạy Chúa Giêsu con thí thác của Chúa có tiếng Trung Quốc có không con không biết đâu rồi đọc kinh lạy Cha kinh mừng sáng danh có kinh Trung Quốc nào biết không con không biết không cái kinh kinh lòng thương xót chúa cái gì nhỉ à... Vì đau thương vâng à... nó gọi cái gì nhỉ còn còn lại quên thì chả, giờ à. nó kiểu, giờ nó cứ rồi, mình run, mình rồi nói à... rồi à, mà không biết đọc kinh nào tiếng du quốc hả có biết đâu. không, không chả. À, chỉ biết tạ ơn chúa à, là gì lê lu giả a lề lùi mèn Amen cầm chè thiên trí tạ ơn chúa đấy à, vâng à con không biết đâu cha cha giảng cái gì con không biết một câu nào thực sự sao cha nói tiếng khó nghe mà mà cha không 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 cha trung quốc khác <laughs> thưa anh chị em làm sao mà hiểu được làm sao mà hiểu được ngay cả những người Việt Nam ở bên Mỹ cũng vậy vâng. nghe cha giảng bằng tiếng Mỹ cũng chả hiểu nổi mặc dù đã ở sống đó nhiều năm vâng. cũng chỉ là tiếng Trung Quốc chưa biết một tí gì và nhờ những cái phương tiện này, này. chính vì vậy mà mỗi ngày chúng tôi gửi đến anh chị em gọi là những món ăn tinh thần để anh chị em nghe lời Chúa ngày hôm đó, đặc biệt là ngày Chúa Nhật. Rất nhiều người nhờ nghe lời Chúa ngày Chúa Nhật hay là ngày thường khi chúng tôi gửi qua trang web tín thác .net, qua Zalo, qua Viber. Những món ăn tinh thần lời Chúa mỗi ngày, rồi chuyện các thánh, rồi chuyện sư tích cũ, rồi chống đời chứng nhân, toàn mạng cuối tuần và điểm hẹn Chúa Nhật. Nhất là lời Chúa mỗi ngày, anh chị em nghe xong rồi đi tham dự thanh lễ cũng biết được rằng cha đang nói về vấn đề đó, lời Chúa ngày hôm đó là như vậy. Và chính vì thế mà bây giờ hơn 160 nước trên thế giới đang bắt lấy trang web tín thác.net và những người Việt Nam nghe trên đó để chuẩn bị tâm hồn mình đi tham dự thánh lễ, đặc biệt là Chúa Nhật biết đón nghe lời Chúa. Bây giờ thì trước khi chia tay chúng tôi có món quà gửi đến chị bên kia thì đang để một thùng máy ngoài kia rồi. À, chúc chị về thì chị bác một thùng máy đó về Cho những người ngoài Bắc Ninh rồi đem sang bên Trung Quốc dùng nha Và nếu mà thiếu bao nhiêu thì cứ báo à, Chúng tôi gửi sang cho nha vâng. Cha cho con nói về ông chồng Việt Nam con đây được không cha Chia sẻ thêm không cha Đây tôi tặng cho chị Tại vì hết thời giờ đó Cho nên là bây giờ là đây chẳng chuỗi mình côi Chưa lòng thư xót Gửi tặng cho chị nha Rồi xin Chúa chúc lành cho chị Rồi đây Rồi đây là mà chuỗi uh, lòng thương xót Chúa cho mừng côi là chuỗi 10 đây à, gửi tặng cho chị tạ ơn Chúa. và đây là cuốn kinh nguyện lòng thương xót Chúa cuốn sách này rất tiện lợi cho mọi người ở mọi nơi vì trong đây có chuỗi mừng côi chuỗi lòng thương xót rồi tuần cửu nhiệt kính lòng thương xót lần chuỗi uh, cầu nguyện xin uh, ơn chữa lành rồi chẳng uh, đi đằng thánh giá rồi những bài hát thánh du xe đức mẹ những bài hát về lòng thương xót Chúa yeah. và đặc biệt là những tư liệu về lòng thương xót Chúa Thánh Phostina Đổi chuỗi lòng thương xót Ảnh lòng thương xót Chúa như thế nào Chúng ta biết nói có sách Mách có chứng Được. Chứ không phải chỉ là thuộc lòng Hay là một đạo đức bình dân mà mình không biết gì cả Được. Và đây là mấy bài giảng lòng thương xót Chúa Mới nhất với 300 bài giảng Có 300 bài hát Và những chương nhân kèm theo đó Được. Để chị nghe Và loan truyền cho mọi người Được. Xin Chúa chúc lành cho chị Vâng ạ ơn tạ ơn Chúa cám ơn Cha cám ơn tất cả mọi người đã có, có lòng cầu nguyện cho tất Xin Cha thêm lời cầu nguyện cho chị em chúng con ở bên đấy chúng con vẫn tội lỗi nặng nề thân xác yếu đuối nặng nề lắm cha. nhưng yeah, mà thôi Xin Chúa Xin Chúa tha tội cho chúng con nâng tay nâng tay đỡ chúng con mọi nơi mọi lúc mọi hoàn cảnh Xin Cha thêm lời cầu nguyện cho chúng con. Thưa anh chị em và chúng ta. Uh, con hát bài uh, quen thuộc mà chúng con vẫn hát cầu nguyện ở bên Trung Quốc là bài gì? Lạy Chúa Giêsu con tin tưởng nơi Chúa thôi không? Lạy, Lạy, Lạy Chúa Giêsu con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu con tin thác vào Chúa. Vì ngoài lòng Chúa xót thương không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa lòng tin thác của mỗi chúng con nhận. Nhân loại hôm nay đang trải qua bao là sự dữ, con người hôm nay đang sống trong tuyệt vọng đau. Chúng con đến kêu cầu Chúa giàu lòng xót thương, ngài mở ra con đường đưa đến tận nguồn suối yêu thương. Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin thác vào Chúa. Vì ngoài lòng Chúa xót thương, không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa lòng tin thác của mỗi chúng con.